Sau 45 truyền kỳ, đây có lẽ là game kiếm hiệp cực kỳ ấn tượng và bạn nên thử qua. Nhà phát hành đã phải tốn cả triệu đô la để có thể phát hành nó ở Việt Nam. Hãy cùng tải game và chiến cùng Tuấn Tiền Tỷ nhá. Tình kiếm 3D cực phẩm kiếm hiệp. Tình kiếm 3D cực phẩm kiếm hiệp chính thức ra mắt tại ngay trên App Store và Google Play.